Đừng đưa ra. Anh làm cái gì đấy? Cho anh ôm em thêm một lần được không? Cho anh ôm nhờ một chút thôi mà. Em đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để yêu một người không phải là anh. Chả lẽ bây giờ em lại tiếc anh một cái ôm à? Sau này, cho dù em muốn có sự hiện diện của anh ấy, anh cũng không ở bên cạnh em để em ghét bỏ được đâu. Anh đang có chuyện gì ạ? Anh á? Anh thì làm sao có chuyện gì được? Em biết là anh thích cô Minh kia. Và hiện tại anh còn đang có cảm giác với chị Châu. Không hẳn là yêu đương, nhưng chắc chắn là có. Đúng không? Như này là nào đây? Đã là con người, ai giờ cũng sẽ thay đổi. Biết đâu một ngày nào đó chúng ta thích nhau thì sao?